Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên Môi trường, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Ông Trần Hồng Thái sinh năm 1974, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, tốt nghiệp đại học tại Nga, bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành khoa học trái đất và toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg, Liên bang Đức. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông từng là nghiên cứu viên ở Viện Khí tượng Thủy văn và trở thành lãnh đạo viện này. Sau đó, ông được điều chuyển làm Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khi trung tâm này chuyển đổi thành Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Ông Trần Hồng Thái giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng. Đến tháng 4 năm 2018, ông Trần Hồng Thái được phân công phụ trách Tổng cục và đến tháng 3 năm 2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Ngày 12 tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật lại dự báo tình hình mức độ mưa lũ ở miền Trung. Từ các dữ liệu quan trắc cho thấy, lượng mưa lớn sẽ xảy ra ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Nam, phổ biến là 200-400mm, nhưng có nơi hơn 700mm, dự báo cũ là khoảng 500mm. Phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến là 50-100mm, có nơi trên 180mm. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, chủ yếu xuất hiện vào chiều tối. Từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục mưa lớn từ 150 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, sau ngày 17 tháng 10, mưa lớn ở miền Trung vẫn còn dấu hiệu kéo dài, diễn biến phức tạp. Ngày 12 tháng 10, Công an thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trần Sĩ Huỳnh, sinh năm 1981, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Ông Trần Sĩ Huỳnh là hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông LB, huyện Bảo Lâm. Cuối tháng 8 năm 2023, ông Huỳnh làm quen cháu gái 15 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc và giữ liên lạc qua mạng xã hội. Khoảng 10 giờ ngày 2 tháng 10, ông Huỳnh nhắn tin hẹn cháu đến một khách sạn trên địa bàn phường Bê Lao, thành phố Bảo Lộc rồi quan hệ tình dục. Ngày hôm sau, người nhà phát hiện cháu có những biểu hiện bất thường nên đã tố giác lên cơ quan chức năng. Hiện công an thành phố Bảo Lộc cấm ông Huỳnh đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Ngày 12 tháng 10, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết đã tiếp nhận đơn và đang điều tra nguyên nhân tử vong của sản phụ chờ sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch. Trước đó, lúc 20 giờ ngày 9 tháng 10, bà Phan Thị Dậu, trú xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đưa con gái 35 tuổi nhập viện tại khoa phụ sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch chờ sinh. Thời điểm nhập viện, tình trạng sức khỏe của sản phụ được thăm khám và kết luận bình thường. Tuy nhiên, đến 3 giờ sáng ngày 10 tháng 10, sản phụ có một số biểu hiện mệt mỏi, niêm mạc nhợt, huyết áp tụt. Đến 5 giờ 45 phút sáng ngày 10 tháng 10, bệnh viện thông báo thai phụ nguy kịch, cần chuyển lên tuyến trên để cấp cứu. Một tiếng sau, sản phụ vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ ở đây thông báo với người nhà, thai nhi đã chết 99%, thai phụ tiên lượng xấu, chỉ số sinh tồn thấp. Sau đó, các bác sĩ tiến hành cấp cứu, mổ lấy thai nhưng thai nhi tử vong, sản phụ cũng không qua khỏi. Đại diện khoa phụ sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch giải thích, theo hồ sơ trực, khoảng 20 giờ ngày 9 tháng 10, sau khi tiếp nhận sản phụ, đơn vị cử một bác sĩ trong khoa là người trực và theo dõi trong đêm đó. Bác sĩ Dương Thanh Bình, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết, Sở đã chỉ đạo thanh tra y tế vào cuộc. Cùng với đó, yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch báo cáo bằng văn bản. Hồ sơ bệnh án đang được niêm phong. Ngày 12 tháng 10, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Sang, sinh năm 1980, ngụ tỉnh Tây Ninh, về tội cưỡng đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Sang khai thông qua mạng xã hội đã làm quen nhiều trẻ em. Sau đó, Sang dụ dỗ nạn nhân chat sex, chia sẻ hình ảnh, clip nhạy cảm, khơi gợi tình dục để thỏa mãn nhu cầu sinh lý.
tiếp đó sang thu thập hình ảnh, clip, rồi đe dọa, ép buộc các nạn nhân tiếp tục gửi hình ảnh, clip nhạy cảm và tống tiền nạn nhân. Nếu nạn nhân không thực hiện, Sang sẽ đăng hình ảnh, clip nhạy cảm lên mạng xã hội. Ngày 12 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận đã có văn bản phản hồi về việc đoàn của Bộ Giao thông Vận tải sẽ kiểm tra công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận sau vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 20 làm 5 người chết. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận, qua kiểm tra công tác quản lý vận tải, thì chiếc xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 86B01575 không phải do đơn vị cấp phù hiệu, biển hiệu để hoạt động kinh doanh vận tải. Chiếc xe này có lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không có nơi quản lý, không có tên đơn vị vận tải và loại xe chưa phân loại. Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam không kiểm tra công tác quản lý vận tải do đơn vị quản lý. Ngày 12 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Tel Aviv trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông mở rộng nhằm thể hiện sự ủng hộ của Mỹ với Israel sau vụ tấn công bất ngờ của phong trào Hồi giáo Hamas, đồng thời tìm cách chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Chuyến đi của Ngoại trưởng Blinken cũng góp phần đạt được thỏa thuận trả tự do cho các con tin đang bị Hamas bắt giữ, một vài người trong số đó là công dân Mỹ, và thiết lập hành lang an toàn để dân thường tại dải Gaza di chuyển ra khỏi khu vực đông dân cư. Trong một diễn biến liên quan, ngày 11 tháng 10, điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, John Kirby, thông báo USS Dwight Eisenhower, tàu sân bay thứ hai của Hải quân Mỹ sẽ được triển khai tới Địa Trung Hải. Quan chức Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẵn sàng hành động trong trường hợp cần thiết nếu tình hình cuộc xung đột giữa Hamas và Israel leo thang căng thẳng. Trong khi đó, Reuters đưa tin Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế Masato Kanda ngày 11 tháng 10 cho biết, Bộ trưởng Tài chính của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 có thể sẽ thảo luận về tác động của tình trạng leo thang căng thẳng ở Trung Đông đối với nền kinh tế toàn cầu. Giới chuyên gia nhận định, việc xung đột bùng phát giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas có thể khiến các ngân hàng trung ương đối mặt với những xu hướng lạm phát mới, cũng như giáng đòn mạnh vào triển vọng kinh tế ở thời điểm có nhiều hy vọng về khả năng kiềm chế đà tăng giá vốn do đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine gây ra.